chào các bạn mùa hè này làm việc mà có một ly gọi là đóng trùng hà thảo thì tuyệt vời lắm các bạn vừa uống vừa nghe mùi thơm vừa bổ dưỡng cho sức khỏe quá tuyệt vời phải không thì này phiêu đồng dùng cái này là mấy tháng rồi tuyệt vời lắm Trời tôi sang các bạn. Vừa đông tùng hà thảo nha mà cắt thêm như vài vài miếng gọi là táo táo đỏ sấy khô. <laughs> Quá phí đúng không? Trời thơm. bà đông tùng hà thảo đẹp không? Đây đây cái bao này này. bạn thấy không? Đông tùng hà thảo sấy khô của Hàn Quốc. Ba bao thế này chỉ có 95 đô la miễn phí vận chuyển mà tôi dùng cái này là tôi để uống nước trà thay nước trà à, nhưng mà có nhiều người dùng đông trùng hạ thảo này không những thay nước trà à, mà còn bỏ đông trùng hạ thảo vào một cái nồi cháo tôi nghe khán giả kể ăn cháo thơm phức rồi nấu lẩu rồi kho cá rồi nấu cánh vân vân rất là nhiều công dụng các bạn nhưng mà tôi vẫn thích đó, Là tôi dùng thay nước trà À quá wow, phép đúng không Ba gói được có 95 đô la Quá rẻ Nhưng mà dùng thay nước trà thì thuộc dạng biết. <laughs> Đúng các bạn thơm ghê nhất mùa hè này Uống sướng ghê lắm Đông trong hòa thảo này có rất nhiều tác dụng các bạn à, Các bạn cứ search trên Google Thì các bạn sẽ thấy Nhưng mà ở đây tôi sẽ tóm tắt tôi mở website và tôi tóm tắt để các bạn nghe nha trong y học cổ truyền thì đông trùng hà thảo có những tác dụng như thế này bảo vệ thận trong trường hợp gặp tổn thương do thiếu máu làm hạ huyết áp ở người cao huyết áp chống lại hiện tượng thiếu máu ở cơ tim giữ ổn định nhịp đập của tim tăng cường năng lực thực bào của các tế bào miễn dịch tăng cường dịch tiết trong khí quản và từ đường, làm chậm hóa quá trình lão của cơ thể hạn chế bệnh tật của tuổi già nâng cao năng lực chống ung thư của, của cơ thể các bạn lưu ý là nâng cao chống năng lực chống ung thư chứ không phải là trị bệnh ung thư nha bệnh ung thư dễ gì nó phải có thuốc đàng hoàng tăng cường tác dụng lưu thông máu trong cơ thể tăng cường tác dụng an thần trấn tĩnh thần kinh tăng cường việc điều tiết nồng độ được trong máu có rất nhiều chức năng các bạn đông trùng hạ thảo mà tôi thích nhất và tôi thấy nó hiệu quả nhất ấy, à, là khi uống đông trùng hạ thảo này các bạn giúp cho tôi có một giấc ngủ ngon lành êm ái sướng lắm ngủ sướng lắm <laughs> các bạn thử đi nha, thử đi. Này, các bạn thấy màu vàng không? À vàng đẹp như. Nhưng mà cái này dùng thay nước trà các bạn thì các bạn phải đổ nước nóng giống như nước trà vậy đó. Rồi bỏ bao nhiêu cọng đây là tùy khẩu lượng mỗi người. Tôi bỏ hơi bị nhiều một chút, có nhiều người bỏ hai ba cọng thôi, tôi bỏ hơi nhiều một chút. Tôi thích uống hơi đậm đặc một chút các bạn. Uống vừa thơm mà có những chức năng cho tôi vừa kệ. À, quá không? thơm chứ sợ. <laughs> có khán giả nói tôi trời tôi đứa cháu tôi bỏ và bỏ cộng vô cái tô cháo nó thơm phức rồi tôi chưa thử nhưng mà tôi tôi nghe khán giả nói như vậy các bạn à, bây giờ tôi nói giá cả này Hana Shop bán rất rẻ 95 đô la ba gói thế này một set ba gói nha làm luôn một lần chứ còn còn mua quái mà gửi đi tiền phí vận chuyển nó nhiều lắm mua ba gói các bạn miễn phí vận chuyển Ở cái hàng này là Hana Shop nhập trực tiếp từ đại hàng về cảng phi trường Vancouver và tất nhiên được sự kiểm tra của hải quan Canada và cái tổ chức về sức khỏe của Canada nhưng mà cái hàng này đã à, coi như có tan rồi đàng hoàng rồi thậm chí à, là có cái cái bộ phận mà ăn toàn thực phẩm ở Hàn Quốc người ta đã xác nhận đó các bạn à, rất hay và sản phẩm rất chất lượng À, các bạn nhớ, đặt hàng mua nha, hanasop à, Đông trùng hạ thảo, xấy khô của đại hàng. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn dùng Đông trùng hạ thảo để thay nước trà uống trong những ngày hè này rất tuyệt vời. <laughs> làm việc <biệt. laughs>